Tử vi tuổi mão năm 2025, tài vận dồi dào. FNL xin gửi tới các bạn tử vi tuổi mão năm 2025 chi tiết về tình yêu, sức khỏe, sự nghiệp và tài chính. Đừng quên đăng ký kênh FNL Vận Mệnh và Nhân Sinh để cập nhật những video mới nhất. Tổng quan Những người sinh năm 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011 và 2023 thuộc tuổi Mão thường hào phóng, chu đáo và có tinh thần bảo vệ quyền lợi của mình và người thân yêu. Họ thường thích thương lượng và thỏa hiệp hơn là xung đột. Người tuổi Mão được ngưỡng mộ vì sự năng động, thân thiện, khả năng thích ứng và năng suất cao. Tính xã hội của họ cũng rất đáng quý, nhưng sự dịu dàng và linh hoạt là khả năng thích nghi khéo léo. Khi bị vượt qua ranh giới, họ sẽ thiết lập một rào cản không dễ vượt qua. Người tuổi Mão dễ xúc động, dễ mất cân bằng và nhạy cảm trong các mối quan hệ. Để tránh bị tổn thương, họ cần chuẩn bị trước các phương án dự phòng và luôn cân nhắc các giải pháp thay thế. Năm 2025, sự ổn định sẽ đến vào khoảng tháng 10 đến tháng 11, trong khi trước đó có nhiều thay đổi đáng kể. Họ có thể phải thay đổi công việc xem xét lại mối quan hệ hoặc cần giúp đỡ gia đình. Việc sử dụng trực giác và giải quyết vấn đề kịp thời là điều cần thiết để duy trì sức khỏe và sự tỉnh táo. Tử vi tuổi mão 2025 cho thấy một năm thuận lợi, cho phép họ làm những gì mình yêu thích và cải thiện khả năng của mình mà không gặp trở ngại. Vận mệnh chung của những người sinh năm mão vào năm 2025 rất tươi sáng. Họ sẽ gặp nhiều may mắn, đạt kết quả tốt trong công việc và đạt đến tầm cao mới về sự giàu có. Với tinh thần nhiệt huyết và năng lượng, họ sẽ vượt qua những thất bại một cách nhanh chóng và không để chúng ảnh hưởng đến sự phát triển của mình. Tử vi cho nam tuổi mão: tính thực tế và thiện chí với người khác sẽ giúp người tuổi mão củng cố quyền lực. Dù gặp khó khăn, sự kiên trì và bền bỉ sẽ giúp bạn thực hiện được các kế hoạch của mình những thay đổi sau khi phân tích kỹ lưỡng sẽ có lợi khả năng thích ứng giúp bạn đạt thành công trong sự nghiệp thăng tiến tăng cường tài chính và tạo điều kiện thoải mái cho gia đình làm việc chăm chỉ là cần thiết nhưng không nên gánh vác quá nhiều lo lắng của người khác tránh ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe nghỉ ngơi và thiền định sẽ giúp duy trì sức khỏe tránh xung đột pháp lý phiêu lưu hoặc đánh bạc không nên để người thứ ba can thiệp vào gia đình Mọi thứ cho chính bạn và mọi thứ cho riêng bạn là phương châm của năm 2025. Tử vi cho nữ tuổi Mão. Người phụ nữ tuổi Mão sẽ gặp nhiều rắc rối, từ việc tạo sự thoải mái cho bản thân và gia đình đến hoạt động nghề nghiệp và sáng tạo. Để tránh đổ vỡ tình cảm và không làm gián đoạn kế hoạch, cần kiềm chế xung động, cảm xúc và hành động bốc đồng. Cần tiến tới thành công một cách cẩn thận và có hệ thống phân bổ lực lượng hợp lý giữa các lĩnh vực hoạt động. Phụ nữ có thể tin tưởng vào sự hỗ trợ của nam tỵ nếu có nỗ lực. Khi thay đổi công việc, hãy cân nhắc kỹ để chọn lựa tốt nhất. Việc thay đổi nơi ở cũng sẽ dễ dàng hơn. Trí tuệ và nữ tính sẽ giúp bạn kết bạn và hòa nhập vào nhóm làm việc, giành được quyền lực. Năm 2025 không chỉ quan trọng mà còn là một bước ngoặt đối với tuổi mão. Tử vi tình yêu tuổi mão 2025 Năm 2025, tuổi mão sẽ không gặp khó khăn trong tình yêu. Người độc thân có thể bắt đầu mối quan hệ từ tháng 2, mang lại những kỷ niệm đẹp. Giữa năm, họ có thể tin tưởng vào tình yêu bền chặt, tiến tới hôn nhân và sinh con. Sự nghiêm túc trong mối quan hệ sẽ giúp củng cố lòng trung thành và sự tận tâm. Các xung đột nhỏ sẽ gắn kết người thân lại với nhau giúp xây dựng cuộc sống gia đình hạnh phúc. Bạn có thể phải hy sinh một phần thời gian cho họ hàng xa, nhưng sự đền đáp sẽ rất xứng đáng. Ngay cả những người nhận ra rằng hôn nhân không phù hợp cũng sẽ gặp may mắn, có thể chia tay mà không xung đột và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với người cũ. Sau một thời gian tự do, họ có thể muốn quay lại. Người tuổi Mão có bản chất kiên cường và không gặp khó khăn khi đối mặt với thử thách. Họ có thể tận hưởng thời gian thoải mái mà không cảm thấy tội lỗi và điều chỉnh theo mong muốn của đối tác. Với sự giúp đỡ của người yêu, họ sẽ tận hưởng tình yêu trọn vẹn. Những người tuổi Mão sẽ làm mọi cách để làm hài lòng người yêu, đôi khi điều này có thể gây khó chịu. Họ nên thể hiện sự quan tâm rộng rãi sẽ nhận lại nhiều tình cảm. Năm 2025 là thời điểm tốt để lên kế hoạch sinh con. Cuộc sống hôn nhân của tuổi Mão trong năm 2025 sẽ yên bình. Bạn sẽ có cơ hội dành nhiều thời gian cho gia đình. Năm nay, đối tác sẽ ấn tượng và hài lòng với sự hiện diện của bạn. Nếu phải chi tiền cho phúc lợi gia đình, bạn không nên cảm thấy tồi tệ. Các hoạt động xã hội sẽ mang lại niềm vui, tạo mối quan hệ mới và tận hưởng lễ kỷ niệm tiệc tùng cùng bạn bè bạn cũng có thể gây ấn tượng với họ bằng kỹ năng nấu ăn và các khả năng khác. Những người đã lập gia đình cần cảnh giác trước các mối quan hệ ngoài luồng. Họ nên giữ khoảng cách thích hợp và dành nhiều thời gian hơn cho người yêu và gia đình để có hạnh phúc ổn định. Tử vi sức khỏe tuổi mão 2025 Năm 2025, người tuổi mão cần chú ý điều tiết công việc và nghỉ ngơi, tránh ăn quá nhiều đồ gây kích ứng. Đây là thời điểm thích hợp để thư giãn toàn tâm toàn ý. Mọi vấn đề sức khỏe có thể được ngăn chặn nhờ sự hỗ trợ của người thân, sức khỏe tinh thần cũng sẽ ổn định. Nếu không gặp vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe, cuộc sống sẽ rất thú vị và thỏa mãn, giúp cải thiện thể chất và tinh thần. Tử vi năm 2025 dự đoán bạn có thể tận hưởng cuộc sống mà không cảm thấy tội lỗi. Tuy nhiên, Cần chú ý đặc biệt vào mùa đông khi hệ miễn dịch bị suy yếu. Nên dành thời gian đi dạo, duy trì chế độ uống nước và ăn uống hợp lý với nhiều rau và trái cây tươi. Tránh ra ngoài trong điều kiện lạnh giá hoặc gió lùa để không bị ốm. Tử vi sự nghiệp tuổi Mão 2025. Những người sinh năm Mão thường tích cực và nhiệt tình trong công việc, có ý thức chuyên nghiệp cao và không dễ từ bỏ nhờ sự ưu ái của ngôi sao may mắn mặt trời cả nhân viên mới và cũ đều có cơ hội nhận được sự quan tâm từ cấp trên với sự giúp đỡ của ngôi sao thiên phủ quyền lực và uy tín của họ có thể được củng cố và họ có thể trở thành lãnh đạo xuất sắc những người tuổi mão ở vị trí quản lý sẽ nâng cao khả năng lãnh đạo kỹ năng tổ chức và diễn thuyết được công nhận và hỗ trợ nhóm của họ sẽ có tính gắn kết cao tăng hiệu quả công việc Năm 2025 sẽ mang lại nhiều thành công về bản lĩnh, địa vị xã hội, sự tôn trọng và công việc. Có thể có sự gia tăng về địa vị xã hội, uy tín và vòng tròn xã hội. Những người làm trong lĩnh vực chính trị sẽ có nhiều cơ hội thành tựu. Nếu bỏ sự lười biếng và làm việc chăm chỉ, bạn có thể đạt thành công lớn, thậm chí thay đổi công việc hoặc bắt đầu kinh doanh mới trong lĩnh vực bất động sản, ô tô hoặc xây dựng, mang lại lợi ích tài chính. Sẽ có cơ hội thay đổi công việc với lựa chọn giữa công việc được trả lương cao hơn hoặc thú vị hơn. Dù chọn lựa nào, bạn sẽ phải làm việc chăm chỉ. Sự kiên trì sẽ giúp bạn có uy quyền, đặc biệt khi chú ý đến từng chi tiết. Từ giữa năm, sự chăm chỉ sẽ được khen thưởng. Dù có sự thân thiện từ xung quanh, bạn vẫn sẽ gặp khó khăn trong việc duy trì vị trí của mình do cạnh tranh từ đối thủ và đồng nghiệp. Tuy nhiên, nếu không trệch khỏi mục tiêu và biết lùi lại khi cần, bạn sẽ bảo vệ được vị trí của mình. Tử vi tài chính tuổi Mão 2025 Những người sinh năm Mão sẽ có vận may tài chính dồi dào vào năm 2025. Trước đây, họ có thể chưa quản lý tài chính hợp lý và không tiết kiệm được nhiều. Tuy nhiên, trong năm nay, họ sẽ học cách tiết kiệm, kiểm soát chi tiêu và đầu tư thận trọng hơn, dẫn đến tình hình tài chính ổn định. Dự báo tài chính cho thấy sự thuận lợi. Đầu năm sẽ có nhiều lượt mua hàng hơn do năm 2024 đã diễn ra tốt đẹp. Họ cần lên kế hoạch cho kỳ nghỉ vào tháng 5 khi đủ tiền cho du lịch và các thú vui. Đến tháng 8, hoạt động kinh tế dự kiến sẽ chậm lại và cần giữ lại thu nhập cho chi tiêu gia đình và sức khỏe. Cẩn trọng với người lạ và tránh lừa đảo là cần thiết. Nhìn từ góc độ thu nhập và sự giàu có, Năm 2025 sẽ rất tốt lành với người tuổi Mão. Công việc liên quan đến tiền bạc sẽ có tiến triển, tình hình thương mại và kinh doanh cải thiện, lợi nhuận tăng. Những người làm trong lĩnh vực bán hàng, nghiên cứu, giảng dạy, vận động và chính trị có thể đạt thành tích mới và tiết kiệm được tiền. Cũng có khả năng thu được lợi ích tài chính đột ngột và từ đối thủ. Bạn có thể kiếm tiền bằng sức lao động của mình. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu thấy hay và ý nghĩa hãy đăng ký kênh FNL để không bỏ lỡ những video mới nhất. Chúc các bạn một năm đối ước tị năm 2025 nhiều hạnh phúc, thịnh vượng và thành công.